Lâm Vĩ Dạ lục tung nhà cô dâu Puka ở Đồng Tháp, tự thay bàn tiệc, tủ lạnh có gì khiến cộng đồng mạng dần dần. Lâm Vĩ Dạ vừa khiến dân tình được dịp cưới nghiêng ngả trước pha lầy lội tự nhiên không khác gì nhà mình khi về Đồng Tháp dự đám cưới của Puka, Trịnh Tuấn Kiệt. Cô tự thay đổi cả bàn tiệc với món tráng miệng mới, đáng chú ý là pha lục tủ lạnh. Sau tiệc cưới tại Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh, cặp đôi Puka và Trịnh Tuấn Kiệt tiếp tục tổ chức lễ cưới ở quê nhà của cô dâu tại Đồng Tháp. Từ ngày 15 tháng 11, một số sao Việt đã có mặt để chung vui cùng cô dâu, chú rể trong không khí đám cưới đậm chất miền Tây sông nước. Sáng ngày 16 tháng 11, dàn sao Việt sửa soạn để chuẩn bị cho việc rước dâu. Trên trang cá nhân, các sao nô nức chia sẻ hình ảnh ăn diện đi đám cưới. Theo chủ đích từ phía cô dâu chú rể, khách mời chọn trang phục mang tính truyền thống như áo dài, áo bà ba. Thánh hài Lê Dương Bảo Lâm liên tục khiến cộng đồng mạng ăn cưới online được dịp cười thỏa thích với mỗi thông báo về đám cưới. Cây hài đảm nhận vai trò MC trong tiệc cưới, không giấu cảm xúc hồi hộp. Sáng đi làm đám cưới tưởng lên công đường không á, run quá mọi người ơi. Bên cạnh Lê Dương Bảo Lâm thì những tên tuổi toàn là sao hạng A như Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, John Phạm, BB Trần, Hòa Minzy, Minh Tú, Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt cũng tề tựu về quê của Puka để chung vui. Từ đêm 15 tháng 11, những hình ảnh của lễ cưới miền Tây này đã tràn ngập trên mọi nền tảng, trở thành chủ đề chiếm trọn spotlight. Trên trang cá nhân, Lâm Vĩ Dạ cũng tranh thủ chia sẻ những khoảnh khắc trong dịp về Đồng Tháp dự đám cưới này. Trong tiệc nhóm họ vào đêm 15 tháng 11, vợ chồng cô cũng diện lên người hai bộ bà ba màu xanh dương nổi bật, đậm chất miền Tây. Ngồi trên bàn tiệc, Lâm Vĩ Dạ có pha tung hứng với máy quay vô cùng hài hước. Cô cho biết cô dâu đã tráng miệng hạt sen khổ quá, cô ngay lập tức vào thẳng trong tủ lạnh nhà cô dâu, tự nhiên như nhà của mình. Theo đó, netizen cưới nghiêng ngả khi Lâm Vĩ Dạ mở tủ lạnh và lấy ra một đĩa dưa gang, được biết đây là thứ mà cô đã để ý từ trước. Chính vì thế, ngay tới lúc tráng miệng là nữ diễn viên đã tự nhiên vào thẳng tủ lạnh để lấy ra, thay đổi bàn tiệc. Chi tiết tủ lạnh nhà của Puka cũng được netizen quan tâm. Cụ thể, cộng đồng mạng cho rằng tủ lạnh nhà người nổi tiếng cũng y hệt nhà người bình thường, đậm chất dân dã của người miền quê. Đám cưới tại Đồng Tháp cũng sẽ khép lại series cưới của Puka và Trịnh Tuấn Kiệt, nếu như đám cưới tại Cam Ranh mang phong cách sang trọng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh lãng mạn thì hôn lễ ở miền Tây mang đậm nét văn hóa địa phương. Cô dâu Puka và chú rể Trịnh Tuấn Kiệt chọn cổng cưới là đôi long phụng kết từ hoa cau, rau củ, lá dừa và điểm nhấn là rất nhiều hoa sen trắng. Không khí đám cưới tại nhà Puka vô cùng rộn ràng. Chia sẻ với báo chí, ekip của Trịnh Tuấn Kiệt và Puka cho biết, đám cưới ở Đồng Tháp của cặp đôi có đội vệ sĩ kết hợp dân phòng địa phương nhằm đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho khách mời di chuyển ra vào nhà cô dâu. Theo đó, ekip muốn siết chặt an ninh để đề phòng sự cố mất trật tự có thể xảy ra khi nhiều người hiếu kỳ hoặc các YouTuber, TikToker tập trung quay hình. Tuy nhiên, phía Trịnh Tuấn Kiệt và Puka cũng nhấn mạnh sẽ dặn dò phía đội bảo vệ giữ thái độ hòa nhã, lịch sự và bình tĩnh với mọi người, tránh căng thẳng, nạt nộ dẫn đến những tình huống đáng tiếc cũng như ảnh hưởng tới ngày vui của cặp đôi.